xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Bình, Bí thư huyện đoàn, chủ nhiệm huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu xã, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thân Quang Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Và xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu Công an huyện Việt Yên, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thiếu tá Đào Duy Phong, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Việt Yên, báo cáo viên tuyên truyền truyền đạt ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trung úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Công an huyện Việt Yên. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức chương trình, về phía lãnh đạo công ty trách nhiệm hạn một thành viên Thuận Bảo An, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Bảo An. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ngoài ra còn có hai đơn vị phối hợp nữa, nhưng mà tuy nhiên là do điều kiện về thời gian không cho phép, thì xin được trân trọng giới thiệu có đơn vị may của công ty may xuất khẩu Hà Bắc và điện lực Việt Yên. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Diệp, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, các đồng chí trong ban giám hiệu trường tiểu học Hùng Thái, các thầy cô, cán bộ giáo viên trường và hơn 1.000 em học sinh. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình làm việc. Phát động ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024. 2. Tặng quà cho các em học sinh vượt khó. 3. Tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 4. Kết thúc chương trình. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và các em học sinh thân mến, tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thân Quang Phong, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Bắc Giang, Bí thư đảng xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã lên phát động chương trình. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn Bắc Giang. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, thực hiện chương trình công tác hội và phong trào thanh niên năm 2023, hướng dẫn số 04 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Việt Yên về tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hồng Thái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Lời đầu tiên, thay mặt cho các đồng chí trong ban chấp hành đoàn xã, Hội Liên hiệp Thanh niên xã xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu, thưa các đồng chí, năm 2023, tuổi trẻ của xã tiếp tục ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lễ lớn của đất nước, đặc biệt là ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hồng Thái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội và của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên chúng ta. Thay mặt cho các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Hồng Thái, tôi nhiệt liệt hưởng ứng và quyết tâm thực hiện những công việc như sau. 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của buổi lễ chương trình chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024, từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng xã hội về công tác tình nguyện. 2. Hạnh phúc chúc buổi lễ dân quân chiến dịch tình nguyện
mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin mời các em có tên sau đây bước lên sân khấu để nhận quà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Bảo An. Sau khi anh đặt đến tên bạn nào thì đề nghị các bạn lên luôn nhé, các cô chủ nhiệm là quan tâm đến học sinh. Xin mời các em có tên Nguyễn Hồng Quang, lớp 1E, Thân Thanh Lộc, lớp 2D, Vũ Sơn Toàn, lớp 2E, Dương Phương Thúy, lớp 1A, Nguyễn Minh Ngọc, lớp 1A, Thân Đức Quân, lớp 1C, Dương Công Hoàng Anh, lớp 1D, Thân Thị Bích Mai, lớp 4E, Nguyễn Văn Bắc, lớp 5B. Đề nghị một cô ra đây cho các em xếp hàng một chút. Hà Đàm Diễm Vi, lớp 1G, Lê Khánh Ngọc, lớp 2G. Đề nghị các em khởi trước. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Việt Yên và đồng chí Thân Quang Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Nguyễn Chu Kiên, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Bảo An lên tặng quà cho các học sinh. Và xin được trân trọng kính mời đồng thầy Nguyễn Văn Diệp, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên tặng quà cho các em học sinh. Lớp 5C, 2 Lê Bảo Hoàng, lớp 2G, 3 Thân Phương Thảo, lớp 4C, 4 Thân Khánh Vi, lớp 2B, 5 Hoàng Minh Hưng, lớp 2B, 6 Thân Đức Đạt, lớp 2D, 7 Thân Đăng Khôi, lớp 3A, 8 Đỗ Ngọc Sơn, lớp 5E, 9 Nguyễn Thị Dương, lớp 2E, 10 Lê Gia Bảo, lớp 5E, 11 Nguyễn Trâm Anh, lớp 3G, 12 Đỗ Thị Quỳnh Đan, lớp 3A, 13 Nguyễn Thu Trang, lớp 2G, 14 Nguyễn Bảo Anh, lớp 4A, 15 Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thầy Nguyễn Văn Thuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên tặng quà cho em học sinh. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Bây giờ chú sẽ đặt ra câu hỏi cho các bạn trả lời nhá. Có một số câu hỏi thôi. Các bạn mà trả lời được là chúng ta sẽ có quà. Mà trả lời không được cũng có quà. Đúng rồi. Thì như chúng ta đã biết này, gần đây các vụ cháy xảy ra thì có rất nhiều các vụ cháy mà các bạn nhỏ chúng ta bị thương, thậm chí có những bạn là chúng ta tử vong. Thì để chúng ta an toàn trong công tác phòng cháy cháy cũng như trong tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, thì sau đây chúng sẽ trao đổi với các bạn một số các kỹ năng về phòng cháy cháy. Thì một câu hỏi đầu tiên chúng sẽ hỏi các bạn này. Đầu tiên ấy là nếu như tại nơi chúng ta học tập, nơi chúng ta sinh hoạt, nơi chúng ta đến vui chơi giải trí mà chẳng may xảy ra sự cố cháy thì các bạn xử lý như thế nào? Đấy, là các bạn nào trả lời được là có quà. Trước khi chúng ta trả lời câu hỏi thì chúng ta xem quà của ban tổ chức đã chuẩn bị chưa ạ? À vâng. Được. Các bạn trả lời câu hỏi để lấy quà nhá. Khối 5 ở đâu nhỉ? Các bạn khối 5 đâu nhỉ? À đây, khối 5 ở giữa đây chú đây rồi nhỉ. À đây, chú sẽ mời bạn nữ đầu tiên. Khi mà có cháy thì con sẽ xử lý tình huống như nào nhỉ? À đây, chú mời con. Con đứng dậy giới thiệu. Con tên là Vũ Anh Thư ạ. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, con sẽ đầu tiên con sẽ đi báo cho các thầy cô và các bạn sơ tán người nơi xảy ra gần vụ cháy. Đầu tiên
người gần đám cháy ạ. Rồi, con tên gì nhỉ? Con tên là Vũ Anh Thư ạ. À, các bạn toàn trường cho bạn Thư một tràng pháo tay được không nhỉ? Rồi, bạn xin cảm ơn bạn Thư, và mặc dù bạn trả lời cũng chưa chính xác nhưng mà chú cũng nghĩ là món quà đầu tiên dành cho bạn Thư, được không nhỉ? Vâng, xin mời ban tổ chức tặng cho bạn Thư một phần quà nhỉ? Rồi, xin cảm ơn. Rồi, mời con ngồi xuống. Có bạn nào có câu trả lời khác không nhỉ? À, chú gợi ý nhá. Bây giờ chú gợi ý này, một câu hỏi dễ hơn này. Bây giờ lượng khối 5 rồi, giờ chú sang khối bên này, khối 4. À, chú hỏi câu hỏi dễ hơn này. Bây giờ khối 4 cho chú biết là cái bộ nội quy tiêu lệnh của trường mình nó đặt ở đâu nhỉ? Nào, đố bạn nào biết nội quy tiêu lệnh của trường mình để ở đâu? Bạn nào biết không nhỉ? À đây có bạn, đây một bạn nam đây rồi. À khối 4 đã. Nội quy tiêu lệnh trường mình đặt ở đâu? Con chỉ cần chỉ đúng vị trí là con sẽ có một phần quà. Ở chỗ cổng trường. Chỗ nào nhỉ? Trường ạ. Chỗ cổng, nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy mà. Ở chỗ nào nhỉ? Ở chỗ trên. Đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Con chỉ cần chỉ đúng là con có quà. Ở trên khối 2. Ở đâu? Ở trên khối 2. Ở trên khối 2 ấy. Nó ở chỗ nào nhỉ? Trên chỗ ấy. À, phải gần đấy hả? Ừ. Các bạn cho bạn gì nhỉ? Cho bạn Khánh một tràng pháo tay và đề nghị ban tổ chức cho bạn Khánh một phần quà. Bạn nào còn nhìn thấy ở ngoài cái cầu thang kia còn chỗ nào có nữa không? Bạn nào biết? Nào, có bạn nào biết đấy nhỉ? À đây rồi, một giáo sư đây rồi. Nào, bạn chỉ cho chú biết là cái bộ nội quy tiêu lệnh ấy nó ở chỗ nào rồi? Của nhà thờ để chỗ nào đấy nhỉ? Chỗ đấy thì có bạn ấy chỉ rồi, có chỗ nào đấy nhỉ? Vẫn còn chỗ khác đấy, chú liếc cái là thấy rồi. Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Cảm ơn các bạn trật tự nhỉ? À rồi. Nào bạn nào giúp sức nhỉ? Nào bạn nào giúp nhỉ? À, con nhờ con gái nhờ bạn nào giúp nhỉ? Con tên gì nhỉ? Các bạn cho bạn Chi một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Chi. Rồi nào, xin là chú xin cảm ơn mọi con người chú. Bạn nào trả lời? À đây rồi, bạn đeo khẩu trang đen đây rồi, đây con trả lời. À sợ à, sợ à? Nào mời con trả lời, ở đâu nhỉ? À, ở chỗ kia. Đúng rồi, các bạn cho bạn một tràng pháo tay nhỉ, và một phần quà dành cho bạn. Rồi đấy, thế thôi, phòng cháy thì thế thôi là cũng quà rồi. Tiếp tục nhá. Thôi rồi, số 3 đây rồi. Tiếp tục câu hỏi nhá. À, bây giờ chú sẽ đặt ra một câu hỏi khác một tí thôi. Thế cái nội quy tiêu lệnh đấy thì cái tiêu lệnh đầu tiên nói là khi xảy ra sự cố cháy thì các bạn phải báo động. Như vậy thì các bạn báo động như thế nào? Nào, thứ ba đây này, các bạn báo động báo như nào rồi? Ai mời bạn? Con dậy. À, khi mà một báo động thì con báo như nào rồi? Thì con sẽ gọi người lớn ạ. Con gọi như nào rồi? Con gọi khác thầy cô bạn bè ạ. Con gọi như nào nhỉ? Con nếu con gọi thì ví dụ con gọi chú con gọi như nào nhỉ? Ôi giời ơi, ối làng nước ơi à, hay như nào? Đấy, con gọi như nào? Chú ơi. Chú ơi ạ, kia có cháy ạ. À, bạn tên gì nhỉ? Tên là Thư ạ. Bạn Thư nói là chú ơi ở kia có cháy được không các bạn nhỉ? Có được phải không? Ngoài gọi như thế ra thì người bạn sẽ gọi như nào nữa nhỉ? Thì bạn này khỏe nhất cái khối này. Hảo tộc. Chú ơi, lớp con bị cháy, chú có thể giúp bọn con được không ạ? À, cũng rất là chính xác. Cho hai bạn một tràng pháo tay nhỉ, cả trường nhỉ. Chú hỏi là ban tổ chức còn nhiều quà không nhỉ? Cho hai bạn này mỗi bạn một số quà được không nhỉ? À đấy, tặng quà luôn. Thế là hết quà rồi. Một là báo động rồi. Báo động thì chúng ta sẽ hô lên là có cháy thôi. Hô thật to lên chứ không phải là nói thầm đâu. Hô thật to. Cái thứ hai. À khi chú ấy nhá, chú gợi ý này. Bây giờ chúng ta ngắt cầu giao điện thì chúng ta làm như thế nào? Nào, bạn nào biết? À được rồi, bạn này giơ tay rất cao. Chú mời con. Con thưa. Con thưa. Con thưa. Quá chính xác, bây giờ
các cô là chú lên kéo đứng cắt ở đây, chú lên kéo ra đứng cắt cái được không? À, dây điện ạ. Ừ, cắt dây điện được không? Ừ. Các bạn cuối một chú lên kéo đứng cắt dây điện được không? Ừ. Cắt làm sao? À, tính ra một phần quà các bạn tên gì nhỉ? À, các bạn toàn trường cho bạn Trần Đại Quang một tràng pháo tay được không nhỉ? Rồi, xin cảm ơn bạn Trần Đại Quang và một chiếc quà lên cho bạn Quang. Chúng ta không được dùng kéo cắt dây điện bởi vì sẽ bị điện giật, đúng không ạ? Rồi, một câu hỏi tiếp theo. Bây giờ sang này nhá. À, có câu hỏi tiếp này. Bây giờ các con điện thoại cho cơ quan phòng cháy thì các bạn điện theo số điện thoại. Điện thoại nào? Nào, bạn nào biết nào? À đây rồi, khối 1 có một bạn nam rồi, giờ là một bạn nữ. Và chú sẽ đi về cuối hàng. Trên này rồi, giờ gọi xuống cuối. Nào, đây rồi. Rồi, có một bạn nữ hẳn lên ghế. Đây rồi. Bây giờ con gọi cho cơ quan phòng cháy. Thì con gọi theo số điện thoại nào nhỉ? Con đọc lên, con đọc lên. Có quà nhé, có quà nhé, quà luôn nhỉ. Đây rồi, quà đây rồi. Nào, con gọi số nào nhỉ? Con gọi số điện thoại nào? Tài trường cho bạn một tràng pháo tay được không nhỉ? Rồi, nào, mày dạn lên. Con gọi số điện thoại số nào nhỉ? 14 à. Bạn sẽ điện cho số điện thoại 114 có được không nhỉ? Có đúng không nhỉ? Đúng thì một phần quà dành cho bạn. Bạn tên gì nhỉ? Bạn Tú Anh được một phần quà đúng không? Bạn đứng hẳn lên ghế để giữ tay. Rồi, xin cảm ơn bạn Tú Anh. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Điện thoại thì chúng ta nếu như có cháy thì chúng ta mới điện. Còn nếu như các bạn mà không có cháy, các bạn cũng cứ lấy điện thoại của bố mẹ ra bấm 114 ấy, thì các bạn sẽ không được gọi đâu. Bởi vì gọi như thế thì các chú sẽ phạt đấy. Các bạn lưu ý nhé, chỉ có cháy chúng ta mới bấm điện thoại 114 thôi đấy. Các bạn lưu ý như vậy. Thì câu hỏi thứ hai, liên quan đến câu hỏi thứ hai, các bạn khối 4 này chuẩn bị này. Khối 5 nhỉ? À khối 5 hả? Rồi, khối 5 nhá. Rồi, khối 5 chuẩn bị nhá. Liên quan đến câu hỏi thứ hai. Khi có cháy các bạn thoát nạn như thế nào? Ai, đây rồi. Đây rồi nhỉ? Các bạn thoát nạn như thế nào nào? À, chú mời bạn. Bạn đeo kính. À. Thưa chú là khi có cháy sẽ lấy một chiếc khăn dập nước và bịt vào mũi. Bạn tên gì nhỉ? Con tên là Bảo An. Tiếp tục, mày có trả lời tiếp. Nằm sát xuống mặt đất ạ. Rồi. Bò ra ngoài. Quá xuất sắc, một tràng pháo tay cho bạn Bảo An đúng không ạ? Và một phần quà dành cho bạn. Thì sẽ dùng khẩu trang nhúng nước che vào mũi miệng. Một câu hỏi khó hơn một tí mà bạn nào trả lời được câu này cho hai phần quà luôn. Nào, hai phần nhá. Tại sao lại phải dùng khẩu trang nhúng nước vậy? À nào, nhúng nước. À nào. Rồi rồi, mời bạn. Bạn tên gì nhỉ? Cho bạn Trung Nguyên một phần quà. Trả lời chính xác. Chưa được hai quà. Chưa trả lời gần đúng hết. Đấy, phải không ạ? Còn câu hỏi có hai phần quà cho các bạn. Thôi bây giờ ta sang khối được này. Cái này chưa được phần quà nào. Đây, đây rồi, mời bạn. Đây rồi, mời bạn đồng hàng này. Hàng xóm của tôi, đây. Mời bạn. Tại vì khói vậy. Khói bay lên cao mình không dính mặt đất được. Con hỏi con hôm nay là gì? Rồi, bạn muốn trả lời rằng là khi mà có cháy chúng ta phải hạ thấp trọng tâm bò sát mặt đất là bởi vì là khói là bay lên trên, phải không ạ? Chúng ta phải hạ thấp trọng tâm, hạ bò sát mặt đất để chúng ta hít cái lượng oxy còn lại ở dưới mặt đất. Một phần quà rồi cho bạn. Bạn tên gì nhỉ? Ngoài tên Bạn Duy Anh, chú biết mỗi tên là Hoàng. Rồi, tặng cho bạn Duy Anh một phần quà đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Và toàn trường cho bạn Duy Anh một tràng pháo tay không nhỉ? Rồi, xin cảm ơn. Rồi, giờ sang lớp 2A và lớp 2B. Một câu hỏi nữa đặt ra cho các bạn.
này nếu như các bạn nào trả lời được thì sẽ có 2 phần quà. Không những lớp 2 đâu, cũng là lớp 4. Ta phải bỏ ngay bây giờ. Tôi phải dành cho thứ 2 và cho toàn trường luôn. Nào, tại sao phải bỏ ngay bây giờ? Nào, bỏ ngay bây giờ. Thứ này chúng ta là lớp 3 chưa? Chưa phải là lớp 3. À ơi, mời cô gái, tại sao phải bỏ ngay bây giờ? Cô này khó lắm. Anh lại đây con. Vừa mới câu hỏi đấy. Các bạn là các bạn một trắng đây là một quà không nhỉ? Rồi xin cảm ơn. Đây rồi, các bạn để tôi nhìn các bạn trong quá trình cháy nó sẽ dễ bị sập đổ cấu kiện và rơi vào người, phải không ạ? Rồi bây giờ tiếp theo nội dung tiếp theo là về đối với thoát nạn. Trường chúng ta thì các bạn được đi tắm biển bao giờ chưa nhỉ? Rồi các bạn được đi bơi bao giờ chưa? Có bao nhiêu bạn biết bơi giơ tay nhỉ? Ôi nhiều quá, quá tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn các bạn. Thế chắc còn lại là chúng ta là không biết bơi đúng không? Vậy một câu hỏi đặt ra cho các bạn này đây. Một câu hỏi đặt ra đây. Bây giờ quà nhà trường thì tạm thời là đang đi mua. Bây giờ nếu như bạn nào trả lời đúng thì tí nữa chú sẽ cho sử dụng bình chữa cháy. À được chưa? Bạn nào trả lời đúng chú sẽ cho sử dụng bình chữa cháy. Vừa nãy thì ra làm bên nửa trên này rồi, giờ chúng ta làm nửa bên này. Đó. Rồi cứ bình tĩnh. Nếu như các bạn mà gặp bạn mình bị đuối nước nhá, ở bể bơi ở ngoài biển thì các bạn là những người biết bơi hoặc không biết bơi thì các bạn xử lý như thế nào? Tôi cứu không? Đây rồi, bình tĩnh, rồi, cho bạn này trả lời trước, rồi, cứ bình tĩnh, xử lý như thế nào rồi? Con thưa chú là con sẽ gọi người lớn ạ. Con gọi người lớn, con đi ra đâu gọi nhỉ? Người đứng ở trên cao. Con tên gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Kiệt à? Bạn Kiệt trả lời rằng là bạn Kiệt sẽ đi gọi người lớn và gọi người ở trên cao. Có đúng không nhỉ các bạn nhỉ? Chúng cần đúng cho bạn Kiệt một tràng tay được không nhỉ? Chú nhớ để ghi xuống cho các bạn nhé. Bạn nào đây? Hai bạn. Rồi sẽ đến với con. Con sẽ làm gì nhỉ? Con đứng lại. Lấy một cái que thật dài để bạn Đức bán cái que ạ. Bạn tên gì nhỉ? Bạn Đức nói là bạn sẽ dùng một cái que thật dài và đưa xuống để cho nạn nhân bán vào cái que, xong bạn kéo lên, có được không nhỉ? Bạn Đức được một tràng pháo tay và tí nữa sẽ mời bạn lên để chữa cháy. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ đến bạn sẽ làm gì nữa nhỉ? Bạn sẽ làm gì nữa nhỉ? Cháu sẽ làm một cái dây dài cháu vứt xuống cho bạn ngắn vào rồi cháu kéo lên bờ. Cháu có biết bơi không? Cháu biết bơi. Rồi là xuất sắc cho bạn là 7 dây. Bạn biết bơi nhỉ? Bạn tên gì nhỉ? Tên Nam. Nam à? Bạn Nam nói rằng bạn sẽ dùng một cái dây dài và cho các bạn bám vào, bạn sẽ bơi kéo bạn lên. Có được không nhỉ? Cũng là một phương pháp rất là chính xác. Xin cảm ơn bạn Nam. Tí nữa lên dùng bình chữa cháy nhá. Tiếp tục. Có bạn nào có câu trả lời khác không? Có, bạn nào nhỉ? Em thưa thầy là nếu mà bị đuối nước, chúng mà bọn em phải đi
em phải đi gọi người lớn để cứu ạ. Nếu mà không có người lớn thì em sẽ lấy kia để kéo bạn lên ạ. Rồi. Chắc tự. Em thưa thầy là nếu bạn bị đuối nước em sẽ được thầy. Xin cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ thời lượng đến đây chú bảo chưa ạ? Rồi đề nghị hai bạn kia chú hỏi này. Cái bình chữa cháy này, cái kim đồng hồ nó đang chỉ ở giải vật màu xanh nào. Từng người ngó một nào. Màu xanh ạ. Con gái xem là đang màu gì này. Màu xanh ạ. À rồi, kim đồng hồ đang chỉ giải vật màu xanh. À, các bạn được vừa được tặng bình chữa cháy đâu rồi nhỉ? Giơ tay lên nhỉ. Các bạn xem cái kim đồng hồ chỉ ở giải vật màu gì. Có bạn nào ở vùng màu vàng hay màu đỏ không? Sau đây thì chú sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bình chữa cháy này để các bạn biết cách sử dụng nhá. Cái đầu tiên là chú đề nghị con có mấy bước này. Đầu tiên là bạn lắc bình, mời bạn lắc bình. À, các bạn để ý này, lắc bình này, lắc là mời con lắc. À rồi, giờ đưa cho bạn này xem bạn này biết lắc không nào, mời con lắc xem nào. À rồi, lắc nhanh được không? Lắc như này không được đấy. Chú cầm con cầm cho chú lắc cho các bạn xem. Các bạn lưu ý lắc bình ấy, tại sao phải lắc? Bởi vì là cái bột để trong bình này lâu ngày ấy, nó sẽ bị vón cục ở dưới đáy bình. Đấy, chính vậy mà yêu cầu các bạn phải lắc lên để cho bột trong bình nó tơi lên, xốp lên. Để khi chúng ta thao tác ấy, thì nó sẽ ra được hết. Lắc thì chúng ta lắc như sau. Đây, mời các bạn. Chúng ta phải rút chốt. Đấy, các bạn đừng rút. Các bạn ơi, các bạn đừng rút. Hôm nay mình thực hành thì mình mới rút thôi. Các bạn cứ để đấy, bao giờ nhà mình có cháy thì mình mới rút chốt nhá. Nào, chú mời bạn rút chốt. Đấy, nào, cố rút được đấy. Nào. À, được rồi. Cái ga này ở trong môi trường không khí loãng như này ấy, thì nó sẽ không thể đổ được. Nhưng ở gia đình nhà chúng ta mà mở ga thì ga ra mà bật lửa là nổ đúng không ạ? À, các bạn lưu ý này, chú làm ở đây là bởi vì là chú có kỹ năng, chú làm. Các bạn tuyệt đối ở nhà không được làm nhá. Tuyệt đối ở nhà không được làm. Đấy, sau đây chú sẽ làm cho các bạn xem một lần này. Chiều mình cho hai bạn một tràng pháo tay được không nhỉ? Đây là xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Lần sau chú lấy sẽ có quà cho hai bạn. Đây là xin cảm ơn hai bạn. Rồi. Các bạn được phát bình chữa cháy ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng khi mà có cháy xảy ra thôi. Bởi vì là bình chữa cháy này thì chỉ sử dụng được một lần thôi. Nếu mà các bạn về tò mò mà chúng ta rút chốt, chúng ta bóp cái van mỏ vít ấy, thì nó sẽ mất tác dụng. Lần sau chúng không dùng được nữa. Thế thì chú sẽ hẹn hai cái thông tư số 06 của Bộ Dục năm 2022 về việc tổ chức cái hoạt động trải nghiệm cũng như kỹ năng phòng chống cháy cho học sinh. Mà đây là nội dung hoạt động chính khóa. Thì vừa rồi thì chính phủ cũng các bạn chất tự nhỉ? Các bạn chắc tự đi lần sau mà triển khai cái nội dung này vào trong các cái nội dung chính khóa, bởi vì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ đã
Khi mà xây dứt 10 tháng thực hiện chỉ thị 01 thì đã phê bình Bộ Giáo dục là chưa triển khai cái nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm phòng cháy cho học sinh. Thế thì đã chậm mất 1 năm rưỡi, báo cáo thầy cô như vậy. Thế thì xin trước khi khi mà dừng cái nội dung tuyên truyền tại đây thì xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã dành thời gian cho công an phường Dĩ Yên cũng như là đoàn thanh niên tổ chức hoạt động này. Cũng rất mong là nhà trường trong thời gian tới tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến cái công tác phòng cháy cháy như cứu nạn hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Và Xuân Đình Lượng năm 2024 đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã về dự và chỉ đạo buổi lễ. Cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã dành những phần quà hết sức ý nghĩa cho các em thiếu nhi, đội viên trên địa bàn. Trân trọng cảm ơn các đồng chí phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đã về dự và đưa tin chương trình. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn và xin trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo về văn phòng.